Bạn đang nghe từ Phonos Nguồn gốc các loài Qua con đường chọn lọc tự nhiên Hay sự bảo tồn những nòi ưu thế Trong đấu tranh sinh tồn Tác giả Charles Darwin Người dịch Trần Bá Tính Người giới thiệu Bùi Văn Nam Sơn Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với nhà xuất bản tri thức độc quyền tại phonos Nhưng đối với thế giới vật chất Ít nhất ta có thể đi xa đến mức như thế này Ta có thể nhận thức rằng Những sự cố xảy ra không phải do những can thiệp Có tính cách ly của quyền năng thần linh Được thi thố trong từng trường hợp đặc thù Mà bằng việc xác lập những định luật phổ biến William Gwiewel Chuyên luận Bridgewater Chuyên luận 3 Về thiên văn học và vật lý học đại cương trong Bridgewater Triodicies, tập hợp các công trình khoa học thời Victoria mang tên Francis Henry, bá tước vùng Bridgewater. Vì thế, để kết luận, xin đừng để ai thoát khỏi một lòng tự phụ yếu đuối về đức điềm đạm hay một sự ôn hòa vùng dại khi nghĩ hay khư khư cho rằng một con người bằng thần học hay triết học có thể tìm tòi quá xa hay nghiên cứu quá giỏi trong quyển sách ghi lời của chúa kinh thánh hoặc trong quyển sách ghi lại những công trình của ngài tức giới tự nhiên thần học hoặc triết học mà tốt hơn hãy để con người phấn đấu cho một sự tiến bộ không ngừng hay sự thành thạo trong cả hai bacon tăng tiến tri thức lời nhà xuất bản Nguồn gốc các loài là tên rút gọn của cuốn sách về nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên hay sự bảo tồn những nội ưu thế trong đấu tranh sinh tồn. On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Fever Races in the Struggle for Life của Charles Darwin, xuất bản năm 1859. Khiếm có cuốn sách khoa học nào mà 1.250 bản in lần đầu được bán hết trong vòng một ngày. Khiếm có tác phẩm khoa học nào chỉ trong một thời gian ngắn đã làm trung chuyển cả thế giới. Cuốn sách này là kết quả từ những quan sát của Darwin trong chuyến đi gần 5 năm, từ năm 1831 đến năm 1836, trên con tàu biển Beagle vòng quanh thế giới cùng với những suy tư và nghiên cứu của ông trong 20 năm sau đó. Trong đó, ông đặt vấn đề có tính quyết định về biến đổi luận hay sự tiến hóa. Sách của ông đã được xuất bản nhiều lần, sửa đổi, liên tục cập nhật cho đến khi ông mất. Darwin đã đi đến quan niệm rằng các loài không phải là những thực thể bất biến từ các sáng tạo riêng biệt mà biến đổi dần từ loài này sang loài khác. Và như vậy, toàn bộ giới sinh vật đã tiến hóa cơ sở của nó là có sự đấu tranh sinh tồn struggle for life giữa các cá thể ở từng loài loại bỏ nhiều cá thể trong đó và dẫn tới sự sống sót của dạng thích nghi nhất survival of the fittest sự chọn lọc này bắt nguồn từ các đặc điểm có thuận lợi hay không của các cá thể khác nhau đó là sự chọn lọc diễn ra tự động trong tự nhiên hay chọn lọc tự nhiên, natural selection. Qua tích lũy, các biến đổi được chọn lọc tự nhiên giữ lại, dần dần biến đổi loài và từ đó, giới sinh vật dần dần có dạng như hiện nay. Nguồn gốc các loài, năm 1859 đã có một tiếng vang lớn và khơi ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, không những ở nước Anh, quê hương của Darwin, mà cả ở nhiều nước khác trên thế giới cho việc áp dụng nó một cách tự nhiên vào nguồn gốc loài người. Thuyết tiến hóa của Darwin đã được đại bộ phận giới sinh học công nhận về cả nguyên lý và các sự kiện, dù ngày càng được bổ sung và phát triển cho đến nay. Nhưng số người chống lại nó cũng không ít, không chỉ khi Darwin còn sống mà còn kéo dài cho tới ngày nay. Cuộc chiến tranh trong gần 150 năm, kể từ khi cuốn sách lần đầu tiên được ra mắt, xem ra vẫn không dịu đi. Nguồn gốc các loài đã đối lập những người bảo vệ thuyết tiến hóa với những người cho rằng trong các vẻ đẹp của tự nhiên và tính đa dạng của sinh vật có bàn tay của một đấng sáng tạo lớn thiết kế ra vũ trụ. Nếu như các nhà sáng tạo luận ở Mỹ trong những năm 1920 từng dựa vào kinh thánh thì hiện nay mọi tham khảo tôn giáo đều được giảm bớt một cách khéo léo và có những giáo sư đại học uyên bác ở đây đã theo thuyết thiết kế thông minh intelligent design hay ID. Giới khởi xướng thuyết thiết kế thông minh cho rằng chỉ có một trí tuệ cao siêu mới có thể giải thích tính đa dạng kỳ lạ của sinh vật. Ở Mỹ, những người này rất tích cực và có tổ chức muốn áp đặt tư tưởng của họ vào các giáo trình sinh học như một nội dung đáng tin cậy, xen kẽ với thuyết tiến hóa được phái khủ bảo thủ nắm quyền ủng hộ, họ xâm nhập vào hội đồng các trường học, xuất bản sách và tổ chức các hội nghị. Dù có tự bào chữa, nhưng họ vẫn là các nhà sáng tạo luận được nhà thờ tinh lành ở Mỹ bên vực. Cho dù thuyết tiến hóa bắt đầu của Darwin vẫn còn những hạn chế dưới ánh sáng của các hiểu biết hiện nay, nhưng nó vẫn có một ưu thế cơ bản trước các đối thủ là luôn được đặt lại vấn đề và được các thế hệ sau phát triển. Quan niệm chọn lọc tự nhiên của Darwin đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực sinh học và y học như chọn lọc tự nhiên với sự phát triển não của Jero Edelman. Chọn lọc tự nhiên và bệnh ung thư. Thuyết tiến hóa hiện đại và hậu hiện đại. Dù thuyết tiến hóa đã thay đổi, nhưng Darwin vẫn được coi như là một trong những người đổi mới vĩ đại giúp chúng ta biết nhìn nhận thế giới bằng một con mắt khác vì ông đã khắc sâu sự tiến hóa vào tâm trí nhân loại. Ở Việt Nam đã có ít nhất hai bản dịch cuốn nguồn gốc các loài. Tuy nhiên, những bản dịch này thường được dịch từ nguyên bản là những lần xuất bản sau. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Darwin, 1809-2009 và 150 năm ra đời cuốn sách này, 1859-2009. Nhà xuất bản Tri Thức xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn Nguồn gốc các loài được dịch từ nguyên bản đầu tiên năm 1859. Đây là một tài liệu tham khảo rất tốt cho bạn đọc quan tâm đến thuyết tiến hóa của Darwin và đối chiếu nó với các thuyết tiến hóa khác đang được phát triển hiện nay. Lời người dịch các bạn đang nghe bản dịch cuốn sách nổi tiếng của Charles Darwin, Nguồn gốc các loài. Cuốn sách sinh học quan trọng này dường như ai cũng biết, ngay từ thời còn học phổ thông, đã trở thành sở hữu chung của nhân loại, dễ dàng tìm thấy trên internet. Từ lần xuất bản đầu tiên năm 1859 cho đến những lần xuất bản tiếp theo, cuốn sách được chính Darwin chỉnh sửa và bổ sung khá nhiều. Chẳng hạn, lần xuất bản cuối cùng lần thứ sáu năm 1872, ông thêm vào chương những phản đối khác nhau về thuyết chọn lọc tự nhiên. Và Darwin còn phủ nhận chính những chỉ trích hay bình luận của giới khoa học thời ấy. Chính vì vậy, ở những lần tái bản, nội dung quyển sách nhiều khi đi quá xa chủ đề chính, không còn hấp dẫn và dễ đọc như lần xuất bản đầu tiên. Vì lý do trên, và cũng vì tôn trọng tính lịch sử của tác phẩm, chúng tôi dịch trọn vẹn bản in năm 1859. Ngoài ra, chúng tôi còn dịch thêm hai phần nữa mà thiển nghĩ sẽ hữu ích cho thính giả. Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức về nguồn gốc các loài thêm vào lần xuất bản lần thứ ba năm 1861 và lời giới thiệu của ngài Julian S. Huxley sinh năm 1887, mất năm 1975, nhân dịp 100 năm bài báo chung của Darwin và Wallace công bố tại hội Linne ngày 1 tháng 7 năm 1858 sau khi cuốn nguồn gốc các loài xuất bản gần 100 năm. Trong khi dịch, gặp một số thuật ngữ chưa có từ tiếng Việt tương đương, nhất là một số từ chuyên môn, chúng tôi vẫn giữ nguyên. Thính giả có thể tìm hiểu bằng tiếng Anh giải thích trong các tài liệu khác, và chúng tôi cũng soạn thêm một số chú thích để thính giả dễ theo dõi bản dịch hơn bản dịch chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót rất mong sự góp ý chỉ giáo của thính giả cuối cùng chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ và khích lệ để bản dịch được ra mắt ông nguyễn duy long bệnh viện đa khoa quảng ngãi ông chu hảo nhà xuất bản tri thức ông lê nguyên đại công ty sách thời đại ông đỗ quang minh bệnh viện chợ rẫy ông Nguyễn Đăng Phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, đặc biệt là ông Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả của những tác phẩm triết học quan trọng, đã xem lại bản thảo lần cuối cùng và viết lời giới thiệu cho bản dịch. Trần Bá Tính Nói thêm, dịch giả Trần Bá Tính sinh năm 1964 tại Huế, tốt nghiệp trường quốc học Huế năm 1982, tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế Năm 1988, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 1, ngành sản phụ khoa, trường đại học y khoa Huế. Năm 1995, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2, ngành sản phụ khoa, trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, từ năm 1989 đến nay là bác sĩ khoa phụ sản, bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. 200 năm Darwin 150 năm nguồn gốc các loài. Tiến khóa như một sơ đồ lý giải. Tác giả Bùi Văn Nam Sơn Một, Newton về lá cỏ chúng ta có thể cho phép những vệ tinh, hành tinh, vũ trụ, thậm chí cả toàn bộ hệ thống những vũ trụ vận hành theo những định luật tự nhiên. Nhưng ta lại muốn con côn trùng bé bỏng nhất cũng được sáng tạo tức thời bằng một hành vi đặc biệt. Ghi nhận trên đây của Charles Darwin, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809, mất ngày 19 tháng 4 năm 1882, là sự băn khoăn ban đầu là dự phóng nghiên cứu nền tảng của ông khi bước chân vào con đường khoa học. Thật thế, vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 ở phương Tây, sau thắng lợi rực rỡ của mô hình cơ giới luận của Newton về thế giới vật lý, hầu như chỉ còn một lĩnh vực chưa được lý giải, lĩnh vực sinh học. Hay nói theo ngôn ngữ lúc bấy giờ, lĩnh vực của những sinh thể hữu cơ có tổ chức, trong đó có cả con người khi bàn về lĩnh vực này trong phần 2 của quyển Phê phán năng lực phán đoán năm 1790. Kant viết Điều hoàn toàn chắc chắn là ta không thể nhận thức hoàn chỉnh chứ được nói đến giải thích được những thực thể có tổ chức lẫn khả thể nội tại của chúng đơn thuần dựa theo các nguyên tắc cơ giới của tự nhiên. Và cũng chắc chắn để dám mạnh dạng nói rằng thật là phi lý cho con người chúng ta khi ta ra sức hay hy vọng sẽ có một new tên khác xuất hiện trong tương lai có thể làm cho ta hiểu rõ về sự sản sinh dù chỉ là của một lá cỏ dựa theo các định luật tự nhiên mà không cho một ý đồ nào đã sắp đặt cả. Trái lại, ta buộc phải dứt khoát phủ nhận năng lực thấu hiểu này nơi con người. Kant còn viết rất dài, nhưng tự trung có hai ý chính nói lên một thế lưỡng nan. Một mặt, không thể lý giải thế giới sinh vật một cách đơn thuần cơ giới nếu không muốn đánh mất tính phức tạp và nhất là tính kỳ diệu của nó mặt khác mô hình lý giải truyền thống theo mục đích luận khách quan kiểu aristotle hay thần học trung cổ cũng đã trở nên bất khả thi ta không thể chứng minh sự có mặt của một ý đồ khách quan nơi bản thân sự vật hoặc của một đấng tạo hóa bằng con đường thường nghiệm và vì thế không thể có một Newton về lá cỏ. Giải pháp của Kant là ta cứ nghiên cứu tối đa về thế giới sinh vật theo con đường thường nghiệm, đồng thời cần giả định về một tính, mục đích khách quan nào đó, nhưng chỉ dựa trên nguyên tắc phê phán chủ quan của năng lực phán đoán phản tư của ta mà thôi. Kant phân biệt giữa năng lực phán đoán xác định và năng lực phán đoán phản tư. Với cái trước, ta đã có sẵn một cái phổ biến chẳng hạn một định luật rồi đi tìm và thâu gồm những chữ kiện cá biệt vào dưới cái phổ biến ấy để cấu tạo nên nhận thức đó là con đường thông thường của khoa học tự nhiên với cái sau ta có sẵn những chữ kiện cá biệt nhưng lại phải đi tìm cho chúng một cái phổ biến để hiểu chúng nghĩa là bằng cách giả định nơi chúng một tính mục đích nhưng chỉ có giá trị chủ quan cho ta thôi. Tính mục đích ấy không có giá trị cấu tạo nên nhận thức mà chỉ định hướng, cổ vũ và thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu. Chỉ hai thế hệ sau Kant, một Newton về lá cỏ, tưởng rằng không thể có được, đã xuất hiện. Darwin với thuyết tiến hóa được phát biểu cô độc ngay trong nhan đề tác phẩm chính của ông. On the Origin of Species by means of natural selection, or the preservation of fever races in the struggle for life. Năm 1859, tức là về nguồn gốc các loài qua con đường chọn lọc tự nhiên hay sự bảo tồn những nòi ưu thế trong đấu tranh sinh tồn mà chúng ta đang có trong tay qua bản dịch công phu của Trần Bá Tính. Chưa đi sâu vào nội dung tác phẩm và lịch sử vấn đề, ta thấy tư tưởng cốt lõi ở đây là tiến trình ra đời các giống loài mới được thúc đẩy bằng sự biến dị và rồi sự đột biến trong sự phát triển lý thuyết về sau ở đây tạm gọi chung là sự đột biến đi kèm với một sự chọn lọc tự nhiên tác động hỗn hợp giữa những sự đột biến và sự chọn lọc tự nhiên cho phép chuyển khái niệm mục đích luận teleology cổ truyền thành một tính mục đích nhưng không có tác nhân đặt ra mục đích trong hình thức của sự thích nghi. Như thế, một số nhân tố của khái niệm mục đích luận cổ truyền vẫn được tiếp thu bởi kết quả của sự chọn lọc tuy không hướng đến một mục đích nhưng vẫn tỏ ra có tính mục đích. Cũng thế, nhân tố của sự tiến bộ vẫn được bảo lưu vì sự đột biến tuy có tính ngẫu nhiên và khó nhận ra trong từng bước cá biệt. Nhưng trong mỗi tiến trình tiến hóa, xét tổng thể và một cách hồi cố. Retrospective cho thấy xu hướng tiến đến một sự phức tạp cao hơn. Tuy nhiên, mô hình lý giải này về sự ra đời và tiến hóa của các giống loài là khác về chất với sơ đồ nhân quả, thường được gọi là sơ đồ hamble oppenheim viết tắt là HO, lẫn với mô hình mục đích luận cổ truyền. Nói thêm, sơ đồ do C.G. Hamble và P. Oppenheim đề ra, gọi tắt là sơ đồ HO thể hiện cấu trúc hình thức của một sự giải thích khoa học đối với câu hỏi về nguyên nhân. Sự kiện S xuất hiện dựa trên những mệnh đề tiền giả định A1 đến AN nào về các điều kiện xuất phát và dựa trên các mệnh đề quy luật Q1 đến QK nào. Sự kiện S, tức là cái được giải thích, explanation, được giải thích bằng một suy luận hay một suy diễn từ các mệnh đề quy luật Q1 đến QK cùng với các điều kiện tiên quyết A1 đến AN như là các tiền đề. Cả hai tạo nên cái dùng để giải thích explanations. Quay lại nội dung chính. Nó mang hình thái của mô hình lý giải chức năng thể hiện ngay trong nhan đề tóm tắt của tác phẩm Sự chọn lọc tự nhiên với tiền giả định về sự xuất hiện của những đột biến không lường trước được. Sự chọn lọc ấy nhắm đến việc hoàn thành tốt hơn hoặc kém hơn chức năng đảm bảo sự sống còn và duy trì nòi giống, một chức năng mà sinh thể hữu cơ được đột biến luôn phải đáp ứng. Với tiền giả định ấy, sơ đồ nhân quả, sơ đồ HO, không thể áp dụng cho sự đột biến lẫn tiến trình chọn lọc, bởi thời điểm xuất hiện và nội dung của sự đột biến là không thể dự đoán, cũng như các chức năng nói trên không thể được nêu một cách đầy đủ và rõ ràng, nhất là đối với các khả năng lựa chọn khác như thế so với yêu cầu rất cao của câu hỏi nhân quả có thể nói ngay rằng sơ đồ tiến hóa tỏ ra có năng lực giải thích yếu hơn khiêm tốn hơn thường mang tính hồi cố hơn là dự báo nhưng lại rất sinh động và lý thú như sẽ còn bàn đến ở sau từ khi công bố tác phẩm vị đại này của Darwin thuyết tiến hóa đã được thừa nhận rộng rãi trong ngành sinh học mặc dù từ sau Darwin còn có nhiều cách tiếp cận mới mẻ đa dạng nhất là về tác động tổng hợp của sự lựa chọn nội tại và ngoại tại. Chẳng hạn các điều kiện môi trường và tố chất trong bản thân sinh thể, hay về mối quan hệ giữa sự tiến hóa vĩ mô và sự tiến hóa vi mô. Quan hệ giữa các bước nhỏ với các sự nhảy vọt lớn trong diễn trình tiến hóa. Song học thuyết tiến hóa không chỉ làm đảo lộn ngành sinh học, mà còn làm thay đổi sâu sắc quan niệm của ta về thế giới. Copernicus đã đẩy con người vào quả đất từ trung tâm vũ trụ ra ngoài vùng biên của một trong vô số thiên hà bacon và galilei đã loại bỏ nguyên nhân mục đích để chu nhập một cách lý giải thuần túy nhân quả và từ đó cơ chế hóa toàn bộ thế giới không thời gian ngay cả nguyên tắc phê phán của lý tính trong hình thức của năng lực phán đoán phản tư vừa nói trên của kant cũng chỉ còn giá trị an ủi và là sự thú nhận công khai về tính hữu hạn của con người Nói một cách triệt để, thế giới đã hoàn toàn bị tước bỏ hết mọi ý nghĩa tự thân. Từ khi Laplace trả lời câu hỏi của Napoleon tại sao không thấy có mặt Thượng Đế trong mô hình vũ trụ học của mình rằng Thưa Ngài, tôi không cần đến giả thuyết ấy. Thuyết tiến hóa được hiểu như là sự khước từ và bác bỏ mọi khả thể mang lại một ý nghĩa siêu việt nào đó cho thế giới. Như thế, các công trình của Darwin không đơn thuần là những công trình khoa học. Dù muốn hay không, chúng đã trở thành cơ sở cho các thế giới quan khác nhau. Điều ấy không có gì lạ khi một lý thuyết khoa học không chỉ mô tả những tiến trình lý hóa mà còn có tham vọng giải thích mọi sự sống từ một lá cỏ cho đến con người. Nó tất yếu đã đứng một chân trong triết học và đạo đức học hay ít ra ẩn chứa tiềm năng cho một thế giới quan. Thật thế, hiếm có công trình nào có sức lan tỏa như của Darwin. Nó thâm nhập vào triết học, lý thuyết lịch sử, xã hội học, lịch sử nghệ thuật, dân tộc học và tất nhiên giữ vị trí trung tâm trong sinh học với nhiều hướng phát triển mới mẻ về sau như di truyền học, sinh học phân tử hoặc sinh học xã hội. Nó gây phân hóa ở bất cứ nơi đâu nó hiện diện. Với người này, nó là đại diện chân chính cho tinh thần khoa học khai minh lý giải mọi tiến trình trong tự nhiên bằng phương pháp khoa học, loại trừ mọi yếu tố siêu nhiên. Với người khác, nó đồng nghĩa với chủ trương ưu thắng liệt bại, mạnh được yếu thua, biệt minh cho lập trường tân tự do, thậm chí cho chiến tranh, cho chủ nghĩa phát xít dưới danh hiệu không mấy đẹp đẽ thuyết trò quyền xã hội. Về mức độ sôi nổi gay gắt trong tranh luận, lẫn các hệ quả chính trị xã hội của nó, nguồn gốc các loại của Darwin có thể so sánh với tư bản của các mát và sự thịnh vượng của các dân tộc của Adam Smith. Một nhà xuất bản ở Anh gần đây cho ra mắt bộ sách Những quyển sách làm trung chuyển thế giới. Tác phẩm này thậm chí được xếp ngang hàng với Kinh Thánh và Kinh Koran. Bên cạnh ý nghĩa thế giới quan của thuyết tiến hóa, một đặc điểm khác là việc gắn liền lý thuyết ấy với tên tuổi của bản thân Darwin. Trong thế kỷ thứ 19, các môn đệ đều thường gắn tên ông với các công trình của chính mình. Tiêu biểu nhất là Asa Gray trong Darwin Neonor Essays and Reviews pertaining to Darwinism năm 1876 và Alfred Russel Wallace trong Thuyết Darwin, một trình bày về học thuyết chọn lọc tự nhiên và một số sự áp dụng của nó bản tiếng Đức năm 1889. Đến tận ngày nay, lý thuyết khoa học 150 tuổi ấy vẫn còn được trích dẫn trong các tạp chí chuyên ngành là một điều hiếm có và lạ thường. Tuy nhiên, việc viện dẫn đến Darwin không có nghĩa là người ta hiểu giống nhau về thông điệp của Darwin. Họ thường đề xướng các lập trường mâu thuẫn nhau vì ngay trong tác phẩm của Darwin cũng không thiếu những chỗ hàm hồ và đa nghĩa. Đối với các tác phẩm của mình, ông nhiều lần bổ sung các kiến thức mới, thêm bớt, sửa chữa nhờ tiếp thu các phê bình trong mỗi lần tái bản. Quyển Nguồn gốc các loài có tới 6 ấn bản kể từ lần xuất bản thứ nhất năm 1859. Quyển Nguồn gốc con người năm 1871 có đến 3 phiên bản chính thức. Một ví dụ nổi bật, trang cuối ấn bản 1 của Nguồn gốc các loài cho quyền cho rằng mầm mống của sự sống bắt nguồn từ một số ít mà cũng có thể từ một hình thức nguyên thủy duy nhất tức để mở câu hỏi từ đâu vật chất vô cơ có được sự sống thì ở ấn bản thứ hai ông lại đặt nó vào trong tay một thượng đế sáng tạo hai cách viết khác nhau một trời một vực vì thế hiếm khi các lý giải về darwin lại hoàn toàn nhất trí với nhau cái gọi là darwin industry sản xuất hàng năm vô số sách vở trình bày và lý giải thuyết tiến hóa đa dạng và phức tạp như một chiếc kính vạn hoa Khuôn khổ một lời giới thiệu chỉ cho phép chúng tôi, từ cái nhìn của một người ngoại đạo, không thuộc chuyên ngành sinh học, đề cập hết sức khái quát về mấy điểm. Cho và lịch sử thuyết tiến hóa. Một số nghi vấn xung quanh cho hiểu như thế nào về thuật ngữ chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn. Cho có phải là một nhà vô thần, chọn lọc tự nhiên, phải chăng là một định luật tự nhiên? Các câu hỏi ấy dẫn đến sự quan tâm chủ yếu của người viết. Việc mở rộng mô hình tiến hóa trong sinh học sang các lĩnh vực hoàn toàn khác, từ thuyết cho quyền xã hội cho đến nhận thức luận tiến hóa. Như đã nêu trong nhan đề của bài viết, sự tiến hóa đã trở thành một sơ đồ lý giải vượt ra khỏi phạm vi nguyên thủy của nó. Việc mở rộng ấy diễn ra như thế nào? Phải chăng sự phê phán sơ đồ nhân quả là lý do dẫn đến sự tán đồng khá rộng rãi đối với sự mở rộng này. Và sau cùng, liệu có thể hiểu sơ đồ tiến hóa như một sơ đồ lý giải mang tính siêu hình học về lịch sử? 2. Darwin và lịch sử thuyết tiến hóa Con đường dài gặp gần gian khổ trong việc nghiên cứu giới tự nhiên suốt hàng ngàn năm lắng đọc lại một cách tưởng như dễ dàng, đơn giản trong các sách giáo khoa hiện đại và đã trở thành kho tàng kiến thức phổ thông cho mọi người. Bản thân Darwin cũng đã bỏ công sức lần theo dấu chân những vị tiền bối của thuyết tiến hóa. Trong ấn bản lần thứ sáu của quyển sách này, năm 1872, thay cho lời tựa là một phát thảo lịch sử về những tiến bộ trong các quan niệm về nguồn gốc các loài. Ông kể tên một loạt người trong đó có Aristotle, Johann Gutgen và Goethe và Jean de Lamarck. Mặc dù ông thú nhận, thật xấu khổ là đã chưa bao giờ đọc Aristotle. Ta thử lần theo vài dấu chân tiêu biểu. 2.1 Vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp Trong vũ trụ luận của các triết gia Hy Lạp, đã có những cách tiếp cận mà nguyên tắc cơ bản rất giống với thuyết tiến hóa hiện đại. Từ ít thành nhiều, từ cũ thành mới, với mức độ phát triển cao hơn. Anna Simander, sinh năm 611, mất năm 547 trước công nguyên, đã nhận ra một nguồn gốc chung của mọi hình thức sự sống. Thales hiểu tồn tại và biến dịch ở trong một vòng tuần khoạt vĩnh cửu. Ngay ý tưởng về một sự chọn lọc, những hình thức sự sống được hình thành một cách ngẫu nhiên cũng không phải là điều hoàn toàn mới nó đã có nơi ampertotli nhìn chung họ đều quan niệm sự xuất hiện của sự sống trên hành tinh này là kết quả của một sự phát triển lâu dài từ đơn giản đến phức tạp chứ không phải từ một hành vi sáng tạo duy nhất các tư tưởng này được xem là tiến bộ theo cách nhìn ngày nay đã mất ảnh hưởng trong vài thế kỷ sau đó parmenides đặt tồn tại vào tâm điểm nghiên cứu và qua đó đã ảnh hưởng sâu đậm đến platon và aristotle người ta không cần nhấn mạnh đến sự phát triển mà xem mọi vật đã đang và sẽ tồn tại đều đã tồn tại một lúc nào đó ít ra ở dạng tiềm năng cái hoàn toàn mới không thể tự phát triển mà không quy về cái gì đã có từ trước nổi bật ở đây là quan niệm của aristotle tác phẩm History animalium vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên của ông một trong những tác phẩm để lại ảnh hưởng lâu bền và sâu đậm nhất hình dung giới tự nhiên được chia làm năm lĩnh vực các thiên thể con người thú vật cây cối và những gì không có sự sống sự phân chia này được hình dung như một cái khung cố định với những ranh giới rõ ràng ông phát triển mô hình về một trật tự thứ bậc tuy có những sản phẩm tự nhiên khó xếp hẳn vào một thứ bậc nhưng nhìn chung, giới tự nhiên có hình thức của một chiếc thang như Charles Burnett đã tán đồng. Giống như Darwin, Aristotle và Burnett không phân chia giới tự nhiên một cách tách bạch theo phạm trù, mà mô tả nó bằng những bước quá độ. Nhưng khác với Darwin, cho tới cuối thế kỷ thứ 18, các bước quá độ này không được hiểu như kết quả của một tiến trình lịch sử. Các sự giống nhau là bộ phận của một trật tự tự nhiên được sắp xếp tinh vi nhưng không phải là sản phẩm của lịch sử. Theo quan niệm này, động vật hay thực vật không biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trái lại, chúng giữ nguyên vị trí trong chiếc thang cấp bậc, dù các bậc thang có tinh vi phức tạp đến mấy. Hình ảnh chiếc thang cho thấy chúng không chuyển sang nhau. Việc đưa mô hình chiếc thang này vào kích thước lịch sử sẽ là công lao của Jean-Baptiste de Lamarck như sẽ thấy ở sau. 2.2. Thời trung cổ. Dưới sự thống trị của giáo hội Kitô giáo, mô hình tư duy triết học tự nhiên của các triết gia cổ đại bị đẩy lùi. Việc lý giải kinh thánh, nhất là sáng thế ký theo nghĩa đen, đã kìm hãm sự phát triển khoa học cho tới thời Phục hưng. Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519 đã có tư tưởng thiên tài về sự ra đời và phát triển của sự sống và về sự đa dạng các giống loài. Ông làm việc với những vật hóa thạch và nhận ra những sự tương đồng giữa con người và giống linh trưởng, một phát hiện thật táo bạo và nguy hiểm vào thời điểm bấy giờ. 2.3. Các tiền bối trực tiếp của Darwin. Phong trào khai minh với quan niệm mới mẻ về khoa học cùng phương pháp thuần lý và thường nghiệm nghiêm ngặt là bà đỡ cho việc hình thành thuyết tiến hóa hiện đại. Bước đi đầu tiên, tuy chưa tự giác, là của Carlos Linnaeus Carl von Linne, bác sĩ và nhà nghiên cứu tự nhiên người Thụy Điển, sinh năm 1707, mất năm 1778. Ông phân loại sinh vật theo loài, species, và giống, genus, như thể do Thượng Đế tạo ra và chưa có ý tưởng về sự tiến hóa. Nhưng chuỗi thứ tự của việc ra đời các giống loại trong sự phân loại của ông là cơ sở cho thuyết tiến hóa sau này. Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon sinh năm 1707, mất năm 1788, cùng thời với Linne, là người đầu tiên nêu rõ tính khả biến của các giống loài. Khi các giống loài biến đổi, chúng có thể cho ra đời những giống loài hoàn toàn mới. Khởi điểm cho ý tưởng về một giống loài nguyên thủy chung cho tất cả cũng được Bi phun phỏng đoán từ những sự trùng hợp rõ rệt về hình thái học và sinh lý học của các giống loài khác nhau. Về phương pháp nghiên cứu, công trạng bất khủ được dành cho Pierre-Louis Moreau de Maupertuis Sinh năm 1698, mất năm 1759, với phép tính xác suất một công cụ không thể thay thế được cho đến tận ngày nay trong lĩnh vực sinh học song như vừa nói tên tuổi trứ danh nhất ngoại trừ Darwin chính là Jean Baptiste de Lamarck sinh năm 1744 mất năm 1829 thuyết Lamarck được đặt theo tên ông là nỗ lực khoa học đầu tiên xác lập sự hình chung về một sự tiến hóa sinh học quyển Philosophy Zoologique năm 1809 của nhà nghiên cứu người Pháp này chứng minh một sự thích nghi có mục đích của kiểu di truyền, genotype. Với những điều kiện môi trường đặc thù, ví dụ nổi tiếng nhất là sự ra đời chiếc cổ dài của hưu cao cổ do thói quen phải nỗ lực kiếm ăn ở những cành lá trên cao. Những biến đổi tuần tự trong genotype dẫn đến sự ra đời của chiếc cổ cực dài trong phenotype kiểu hình bên ngoài ở các thế hệ sau. Nói thêm, genotype là toàn bộ những yếu tố di truyền ở cấp độ phân tử, trong khi phenotype biểu thị hình ảnh bên ngoài của một cá thể. Quay lại nội dung chính, học thuyết tiến hóa của Lamarck dựa trên giả định rằng tiến trình tiến hóa chịu ảnh hưởng lớn bởi sự thích nghi với môi trường xung quanh. Tất nhiên, không thể không kể đến vai trò của Thomas Robert Malthus, sinh năm 1766, mất năm 1834, nhà sử học và kinh tế chính trị Anh, là người mà Darwin trong tự truyện của mình đã thú nhận rằng có ảnh hưởng lớn đến mình. Ngoài ra, cũng phải kể đến ảnh hưởng của Charles Lyell, nhà địa chất học, người đã bác lại các giả định của Lamarck. 2.4 công trình của Darwin. Tuy không phải là người đầu tiên tin vào một thế giới khả biến chứ không tĩnh tại, Darwin giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của một thuyết tiến hóa phổ quát. Đóng góp lớn của ông cho sinh học hiện đại là việc nêu bật ba yếu tố tiến hóa cơ bản: sự sinh sản vượt mức, sự chọn lọc và sự thích nghi của cá thể. Dù ông chưa biết tới các cơ sở phân tử của việc di truyền, và qua đó của sự đột biến. Nhưng ông đã phát triển một khung lý giải bao quát về sự ra đời của các giống loài. Theo Darwin, một giống loài sinh sản nhiều thế hệ hơn mức cần thiết để duy trì loài giống. Hyperproduction Những cá thể riêng lẻ ở thế hệ sau không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau ở những đặc điểm nhất định, tức sự biến dị. Những cá thể nào đã thay đổi phenotype tức kiểu hình bên ngoài, tỏ ra thích nghi với môi trường sinh sống sẽ có ưu thế về sự chọn lọc so với những cá thể còn lại, nghĩa là có cơ may sống sót lớn hơn trong cuộc đấu tranh sinh tồn so với những đồng loại không có sự thích nghi. Chúng ta sẽ có dịp trở lại với thuật ngữ khá bất hạnh này ở sau. Tuy nhiên, điểm quyết định là sự biến đổi có lợi này là có thể di truyền lại cho các thế hệ sau của cá thể ấy. Như thế, những giống loài cá biệt tuyệt nhiên không phải là những hình thức tĩnh tại, bất biến qua hàng thiên niên kỷ. Trái lại, sự kiện này dẫn tới ý tưởng cho rằng sự đa dạng của những giống loài hiện nay có thể quy về một số ít hay thậm chí về một hình thức nguyên thủy duy nhất. Ta lưu ý hai điểm dị biệt đáng kể giữa Darwin và Lamarck. Lamarck không chủ trương một nguồn gốc chung của mọi giống loài. Và mặt khác, Darwin có cái nhìn mềm dẻo hơn trong quan niệm về một sự phát triển hợp quy luật theo hướng tiến lên cao hơn. Trong mô hình của ông, nhiều giống loại vẫn không hề biến đổi qua nhiều thế hệ, cũng như có thể tuân theo nhiều con đường phát triển khác nhau. Nơi Lamarck chỉ có một hướng phát triển, nơi Darwin có nhiều hướng, thậm chí không có hướng nào cả. Vào năm 1871, Darwin đưa con người vào trong khuôn khổ tiến hóa luận của mình khi cho rằng nhiều sự biến đổi nhỏ nơi những loài linh trưởng giống người rút cuộc sẽ dẫn đến con người Homo sapiens Xong Vì lẽ Darwin chưa kịp biết tới các cơ chế của sinh học phân tử và các nguyên tắc di truyền được Gregor Mendel đặt cơ sở nên đối với việc thích nghi của cá thể với môi trường ông đành trở lại với học thuyết Lamarck Nói thêm Gregor Mendel, sinh năm 1822, mất năm 1884. Tu sĩ người Áo có đóng góp to lớn cho khoa học khi ông dành 8 năm để lai tạo các giống đậu Hà Lan. Qua đó phát hiện những quy luật của sự di truyền được gọi là những định luật Mendel. Không được biết đến nhiều lúc đương thời, nhưng vào thế kỷ thứ 20, ông được tôn vinh là người đặt cơ sở cho sinh học phân tử và là cha đẻ của di truyền học hiện đại. 2.5. Thuyết tân tròwin Thuyết tân tròwin, như tên gọi của nó, biểu thị sự phát triển và mở rộng học thuyết của tròwin dựa trên các thành tựu mới mẻ của thế kỷ 20. Trước hết, có lẽ là khả năng mô tả chính xác những diễn trình di truyền phân tử dựa trên thành quả của sự nghiên cứu cơ bản. Khi ta nói về sự đột biến (mutation) và tái cấu trúc kiểu di truyền (genotype) như là điểm quyết định của sự biến dị. Đặc điểm tiếp theo là sự mở rộng tư tưởng tiến hóa sang các ngành khoa học khác, chẳng hạn vũ trụ học và cả địa chất học. Theo đó, các cơ chế tiến hóa không chỉ khả hữu trong các hệ thống vi mô mà cũng có tác động trong sự trai đời hệ thống vĩ mô. Đặt chất liệu hữu cơ hay mọc móng đầu tiên mà ta gọi là sự sống vào trong một hệ lý thuyết khoa học có lẽ là nỗ lực táo bạo nhất trong thế kỷ vừa qua theo đó những phân tử vĩ mô nào có khả năng tự nhân lên sẽ tỏ ra có năng lực sống sót tốt hơn những phân tử không có khả năng ấy sau cùng chính những phân tử trước lại có ưu thế trong sự chọn lọc vì cơ chế tự nhân lên luôn được cải thiện bằng những sự đột biến ngẫu nhiên từ đó hình thành nên cao điểm là hệ thống trao đổi chất khép kín đầu tiên được gọi là đơn bào người ta trở về lại với vi phun và khẳng định rằng toàn bộ sự đa dạng của những giống loài trong hệ sinh thái là trái đất này được ra đời từ mong móng đầu tiên ấy của sự sống hữu cơ và đến lượt mình lại được tác động bởi những nguyên tắc tiến hóa như đối với những phân tử hữu cơ trước đó như thế hai nguyên tắc chính yếu của sự tiến hóa sinh học là sự đột biến và sự chọn lọc nơi cả hai đều có sự tham gia của yếu tố hay nguyên tắc ngẫu nhiên mà phép tính xác suất là công cụ phương pháp không thể thiếu được. Có thể nói văn tắc, thuyết tân cho mang lại một hình ảnh có tính mô tả chính xác về tự nhiên, tuy nó không giải thích từng chi tiết một. Điểm mấu chốt nhất là nó chưa thể giải thích được rốt cuộc tại sao những đột biến ngẫu nhiên lại có thể xảy ra. Nhiều bí nhiệm của tự nhiên đang phơi mở dần, nhưng chưa phải đã đến lúc các nhà khoa học tự nhiên và nói riêng các nhà sinh vật học có thể ca khúc khải hoàn. 3. Vài điều xung quanh Darwin ba chấm một minh xác về khái niệm chọn lọc tự nhiên chọn lọc tự nhiên là một trong hai sợi chỉ đỏ xuyên suốt thuyết tiến hóa của Darwin có ít nhất ba cách dùng chữ nơi ông Natural Selection chọn lọc tự nhiên Survival of the fittest sống còn của cái thích nghi tốt nhất và Struggle for Extension phấn đấu để sinh tồn Do nhiều cách dịch và cách hiểu khác nhau ba chữ này đã gây nên không ít ngộ nhận Nhiều công trình gần đây nỗ lực minh xác về ba thuật ngữ này thuật ngữ sớm nhất là natural selection dường như được ông rút ra từ học thuyết của Malthus vào năm 1838 Essay on the Principle of Population năm 1798 thuật ngữ struggle for extension cũng được cho quyền tìm thấy nơi Malthus và nhà địa chất học Jacques Lyell Principle of Geology thuật ngữ survival of the fittest nguyên là của nhà xã hội học và triết học Herbert Spencer Principle of Biology 3 tập năm 1864 Wallace khuyên Darwin sử dụng thuật ngữ này của Spencer vào năm 1869 trong ấn bản lần thứ năm của quyển Nguồn gốc các loài đồng nghĩa với Natural Selection Darwin sớm thấy ông không thực sự thỏa mãn với cả ba thuật ngữ trên trong khi natural selection chỉ nói lên cơ chế hay sự kiện, không phải mọi hậu duệ của một giống loài đều sống sót, thì survival of the fittest dường như biểu thị một tiêu chuẩn cho sự chọn lọc. Fitness là một khái niệm mềm dẻo, vì thế dễ dẫn đến cách hiểu đơn thuần về sức mạnh cơ bắp. Xu hướng này càng tăng cường đến mức nguy hiểm khi survival of the fittest. Dịch đúng là sự sống sót của cái thích nghi tốt nhất thức giả sinh tồn được dịch sang tiếng đức thành sự sống sót của kẻ mạnh hơn xem chứa tự nhiên như một trường giác đấu mạnh được yếu thua trong bối cảnh một nước đức hiếu chiến đang ra sức giành giật thuộc địa với anh pháp trong ấn bản lần thứ sáu của nguồn gốc các loài jacqueline đã chứng minh ngược lại chính những sinh vật to lớn mạnh mẽ về thể xác cờ bóc móng vuốt lại bị diệt vong do thiếu thức ăn những giống có cánh mạnh bị gió cuốn ra biển trong khi những con bò yếu ớt bộ cánh không phát triển lại sống sót như thế sự chọn lọc không đồng nghĩa với hình dung thông thường về sức mạnh trong khi survival of the fittest dễ bị liên tưởng sai lạc thì natural selection mượn từ thuật ngữ của ngành chăn nuôi cũng dễ khiến ta nghĩ đến một hành động có trí tuệ hay một sự lựa chọn tự giác rất gần với hình ảnh một bàn tay vô hình hay một đấng sáng tạo can thiệp vào tự nhiên. Trong thư gửi cho Jacques Lyell vào tháng 9 năm 1860, ông tỏ ra ân hận đã không dùng một chữ khác. Nếu có thể làm lại từ đầu, ắt tôi sẽ dùng chữ Natural Preservation, sự bảo tồn tự nhiên. Sau cùng, chữ Struggle for Life cũng bất hạnh khi nó lại được dịch sang tiếng Đức là chiến đấu cho sinh tồn, đi quá xa vấn nghĩa của chữ struggle, phấn đấu, nỗ lực trong tiếng Anh. Thực thế, Trao Quyên Hiệu Selection là một tập hợp những sự tác động qua lại giữa thực vật, động vật và môi trường. Trong đó yếu tố giữ vai trò chọn lọc, môi trường, đồng loại, kẻ địch ăn thịt là bất định, chứ không thể được giảng lược đơn thuần vào sự đấu tranh, chiến đấu. Darwin nêu ví dụ về loại cây ở gần sa mạc, phấn đấu chống lại sự khô hạn để sinh tồn. Tóm lại, ta cần cẩn trọng và có sự phân biệt nhiều hơn khi tìm hiểu các thuật ngữ cốt lõi của thuyết tiến hóa Darwin. 3.2 Khỉ và người Gây go nhất cũng như gây ngộ nhận và tranh cãi nhiều nhất trong học thuyết của Darwin là mối quan hệ thân thuộc giữa người và khỉ. Stephen Jay Good, nhà cổ sinh vật học và nhà tiến hóa luận hàng đầu của thế kỷ 20, đã nêu câu hỏi cũng đã từng làm cho quyền thắc mắc. Tại sao những gì xấu xa ở trong ta thì bị xem là di sản của khỉ, còn những gì tốt đẹp là riêng của con người? Tại sao ta không đi tìm những phẩm chất cao quý trong ta như là sự tiếp nối với những con vật khác? Dẫn theo Friend the One Con khỉ trong ta Tại sao ta lại là ta như thế Trong Nguồn gốc các loài Năm 1859 Darwin chưa đề cập đến khỉ Càng chưa bàn về con người Nhưng từ năm 1859 Cho đến năm 1871 Ông tích cực quan sát Ghi nhận nhiều sự tương đồng Giữa người và thú vật Nhất là với những thú vật nuôi trong nhà trở thành phong trào rầm rộ ở nước Anh đương thời nhờ được hàng hải quốc tế phát triển và nhất là với các loài linh trưởng như đười ươi, tinh tinh. Quyện Nguồn gốc con người năm 1871 cùng với diễn tả xúc cảm nơi người và thú vật một năm sau đó, 1872, đúc kết những nhận định cơ bản của ông. Khác với Ernst Haeckel, nhà động vật học người Đức sinh năm 1874, Trò quyền không đặt con người ở vị trí trung tâm hay cao nhất. Trái lại, ông xem đười ươi và tinh tinh là họ hàng gần gũi nhất của con người và con người chỉ là một giống loài bên trong giới linh trưởng mà thôi. Khác với Nietzsche, trong tác phẩm Di Cảo, về sự thật và nói dối theo nghĩa ngoài luân lý, 1873. Theo đó, con người vì yếu đuối so với thú vật nên thi thố sức mạnh bằng sự giả vờ, vuốt ve, dối trá, lừa đảo. Cho quyền lại trút ra các đức tính tốt từ đó, thiện cảm, tình yêu và sự hợp quần. Vì sao Arnold Galen xem con người là sinh vật bất toàn? Vì thế con người ra sức phát triển định chế, tổ chức để tìm chỗ dựa và sự an toàn. Friend the One, chuyên gia về loài linh trưởng, nhận thấy thêm các đức tính như trung thành, tin cậy, trắc ẩn và vị tha. Như thế với Darwin, sự tương đồng giữa con người và thú vật không chỉ ở phương diện sinh lý học hay cơ thể học mà còn ở cả trong bản tính, đầu óc và tinh thần. Một phát hiện lý thú và hết sức căn bản vào thời Darwin chuẩn bị quyển diễn tả cảm xúc nơi người và thú vật làm thay đổi nhận định quen thuộc trước đó. Con vật cũng biết cười, một đặc điểm tưởng chỉ là đặc quyền của con người. Như thế, họ hàng gần gũi giữa con người và thú vật không tạo nên một giả thú mà mang lại một con khỉ tươi cười. Trong khi những nhà tiến hóa luận khác như Earl Hagen hay Thomas Henry Huxley không ngần ngại xem những người châu Phi hay châu Úc là mắt xích nối liền khỉ và người, thì Darwin lại thấy những người Anh đồng khương của ông giống với những thú vật nuôi trong nhà. Họ hàng thân thích với thú vật không làm hạ giá con người trái lại, Cho đã cao quý khóa thú vật. Sự kết nối giữa con người và thú vật không tạo nên một con người mang thú tính, mà ngược lại, một động vật mang tính người. Bà Champa, nhà vô thần. Tạm cắt lại sự ồn ào của cuộc tranh cãi, nhiều khi rất quyết liệt giữa thuyết tiến hóa và thuyết sáng tạo kéo dài mãi cho đến ngày nay. Sự tranh cãi thậm chí diễn ra ngay ở tòa án của Hoa Kỳ. Năm 1925, giáo viên môn lịch sử tự nhiên John Sisbet ở tiểu bang Tennessee bị tuyên có tội vì đã giảng dạy thuyết tiến hóa. Từ đó, các nhà sáng tạo luận cực đoan liên tục kiện cáo khi thắng, khi thua. Trong khi đó, giáo hoàng Paul đề nhị đã tuyên bố thuyết tiến hóa là phù hợp với đức tin Kitô giáo vào năm 1996. Ta thử đến với bản thân Cho xung quanh vấn đề này. Trước hết, ông không thể tán thành môn thần học tự nhiên giáo điều theo kiểu William Whewell, giáo sư ở Cambridge vào năm 1840 hay của William Polly năm 1802. Làm gì có sự ngẫu nhiên đối với ta? Trong cơ thể con người, sự ngẫu nhiên có chăng là ở vết tạc nhang hay nốt ruồi mà thôi, chứ không bao giờ ở con mắt được. Với Darwin, sự ngẫu nhiên gắn liền với sự chọn lọc, có chức năng then chốt trong sự ra đời cái mới trong lịch sử tiến hóa. Ông còn đi xa hơn. Sự ngẫu nhiên không chỉ tác động ở cấp độ trật tự hay sự phân loại của tự nhiên mà cả đối với từng cá thể. Ông không thấy có sự hoàn hảo nào trong thế giới hữu cơ cả kể cả nơi đôi mắt của con người, để từ đó có thể quy về cho một trí tuệ siêu nhiên. Trong sự biến dị của sinh thể hữu cơ và trong tiến trình chọn lọc tự nhiên, dược như chẳng có một kế hoạch nào nhiều hơn so với hướng gió thổi. Sự bất toàn của thế giới sinh vật không phải là lý do để xem thường chúng. Ông nghiên cứu hoa lan, dây leo, côn trùng với tất cả tình âu yếm. Nhưng sự chết chóc đau thương Trường hợp cô con gái cưng của ông làm ông sụp đổ lòng tin vào một đấng sáng tạo lòng lành. Tuy nhiên, như nhiều đồng nghiệp của mình, Tolkien tự nhận mình là một người bất khả tri, một khái niệm cho Thomas Henry Huxley du nhập vào năm 1889. Khác với nhà vô thần luận, người bất khả tri xem câu hỏi về sự tồn tại của Thượng đế là không thể trả lời được. Trong triết học Thái độ này có một truyền thống lâu dài, ngay từ thời Plato, khi ông thuật lại câu nói nổi tiếng của Protagoras, nhà biện sĩ vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Tôi chẳng biết gì về thần linh cả, họ tồn tại hay không tồn tại, làm sao tôi biết được? Vì thế, một mặt, Provin chủ trương thần học và khoa học nên đi riêng con đường của mình; mặt khác, ông cũng không có xu hướng muốn biến khoa học thành một định chế luân lý duy nhất trong đời sống công cộng, khác hẳn thái độ bài tôn giáo cực đoan của Ern Hecken. Khoa học tìm cách trả lời câu hỏi như thế nào, chứ không có tham vọng trả lời câu hỏi rốt ráo tại sao và có ý nghĩa gì. Vốn là một nan đề triết học từ muôn thuở. Tại sao lại có sự tồn tại chứ không phải là không có gì hết? Ngày nay, thái độ ấy của Darwin góp phần vào việc giảm căng thẳng giữa tôn giáo và khoa học, để cả hai thực sự góp phần vào việc bảo tồn và trân trọng sự khiên hữu có một không hai của các giống loài, một sự thật mà không phía nào có thể nghi ngờ cả. 3.4 Chọn lọc, một định luật tự nhiên Khi nói về sự chọn lọc như một định luật tự nhiên, ta thường nhập chung hai chuyện vốn cần được tách rời nhau ra. Một mặt, khái niệm định luật tự nhiên có ý nghĩa mô tả bằng phương pháp toán học hay thống kê về những hiện tượng, ví dụ như sự rơi, không có gì nhanh bằng tốc độ ánh sáng, vân vân. Điều này không chỉ cho phép ta mô tả mà còn tiên đoán nữa, nhất là dựa vào đó để tạo ra máy hơi nước hay máy bay. Đó là một nghĩa cơ bản của định luật tự nhiên. Nhưng khi ta dùng khái niệm này đối với sự chọn lọc, ta lập tức gặp phải một ý nghĩa thứ hai, mang màu sắc quy phạm. Normative. Cái gì đã là định luật tự nhiên thì hầu như bất biến phải tuân theo. Đó chính là trường hợp đối với thuyết nhân mãn nổi tiếng của Malthus. Nếu dân số tăng theo cấp số nhân mà sản xuất lương thực tăng theo cấp số cộng, thì chiến tranh, bệnh tật, đói kém là biện pháp tự nhiên để cân đối lại. Hơn thế, các định chế tự nhiên này là mẫu mực để con người làm theo, không được tương trợ người nghèo. Sự khắc nghiệt của tự nhiên là tấm gương cho sự khắc nghiệt của xã hội. Ta thấy ngay rằng ở đây, sự kết nối giữa hành vi con người và định luật tự nhiên tuyệt nhiên không phải là một chuỗi nhân quả đơn giản như sảy tay thì rơi xuống vực. Ngược lại, quyết định chính trị hay việc ban hành luật pháp là ở trong quyền hạn cân nhắc của chính con người. Sự kết hợp giữa định luật và hành vi theo kiểu Mothos là có tính quy phạm, nghĩa là nội dung của nó là một cái phải là, chứ không phải cái là. Trước thế kỷ 18, phương Tây tin vào trật tự do Thượng Đế sắp đặt, thì từ thế kỷ 19, người ta tin vào quyền uy luân lý của tự nhiên. Tự nhiên là tốt, trái tự nhiên là xấu. Trong tiến trình lịch sử này, thuyết tiến hóa, nhất là hiện tượng chọn lọc tự nhiên, giữ vai trò quyết định. Friedrich Engels là người đã sớm nhận ra điều ấy. Ông viết, bên cạnh học thuyết dân số của Malthus, toàn bộ học thuyết của Darwin về đấu tranh sinh tồn chỉ đơn giản là việc chuyển học thuyết của Hobbes về cuộc chiến tranh của tất cả chống lại tất cả của Hobbes và học thuyết kinh tế tư sản từ xã hội vào cho giới tự nhiên có sự sống rồi sau khi người ta làm xong công việc giả tạo ấy, họ lại chuyển các học thuyết ấy từ giới tự nhiên hữu cơ vào cho lịch sử. Và bây giờ, khẳng định rằng người ta đã chứng minh được tính hiệu lực của chúng như là các định luật vĩnh cửu của xã hội loài người. Ở đây, Engel cho thấy thuật ngữ đấu tranh sinh tồn đã nhiều lần bị chuyển dịch lĩnh vực từ lịch sử tự nhiên sang kinh tế học và lý thuyết về nhà nước. Trong quá trình ấy, khái niệm định luật bắt đầu trao đảo, trộn lẫn cấp độ mô tả với cấp độ quy phạm. Cái gọi là định luật vĩnh cửu của xã hội loài người hoàn toàn không phải là bất biến và bất khả thay đổi như định luật trọng trường. Vậy, phải chăng sự chọn lọc tự nhiên không phải là một định luật tự nhiên? Hơn ai hết, chính Darwin đã bàn kỹ về tính định luật tự nhiên của thuyết tiến hóa. Bản thân ông đã giới thiệu một biểu đồ tiến hóa trong nguồn Cốc các loài năm 1859 như là một chuỗi những đường giao thoa bất định. Ông nói rõ trong ấn bản lần thứ sáu. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn lưu ý rằng tôi không hề muốn nói tiến trình diễn ra một cách hợp quy tắc và ổn định như đã được trình bày trong biểu đồ, cho dù bản thân biểu đồ cũng đã tỏ ra phần nào bất định. Nghĩa là ông còn muốn biểu đồ tỏ ra bất định và phức tạp hơn nhiều nữa. Lý do khiến sự tiến hóa không phải là một con đường thẳng tắp là ở tính ngẫu nhiên của sự biến dị. Ta chỉ nắm bắt được sự chọn lọc ở những nơi nào sự biến dị tỏ rõ sức mạnh của nó. Vì thế, đối với những nhà nghiên cứu quen với những quy luật toán học trong thế giới vô cơ, sự tiến hóa đầy hỗn loạn và bất ngờ kiểu Darwin không thể mang lại câu trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn, nhà thiên văn John Hessen, nhà bán thuyết tiến hóa của Darwin là Law of the Higori Pigori, quy luật của sự lung tung bừa bãi. Như ta đã biết, Darwin chưa giải thích được nguồn gốc của sự biến dị. Ông cũng chưa giải thích được tại sao một số đặc điểm là có thể di truyền, còn các đặc điểm khác thì không. Ông thú nhận năm 1868 trong sự biến dị của thú vật và cây cối. Không thể nêu rõ lý do cho sự khác biệt này và để sự việc dừng lại ở đó. 150 năm sau Darwin, sự ngẫu nhiên cũng không thể được gạt bỏ ra khỏi sự di truyền. Tuy nhiên, sự tiến hóa không thể diễn ra tùy tiện mà trong số ranh giới nhất định nào đó thường được các nhà sinh vật học gọi là những ước chế phát triển, developmental constraints. Nhưng, vì không thể xác định rõ những ranh giới này, nên cuộc tranh luận về vai trò của ngẫu nhiên và tất yếu vẫn cứ tiếp diễn. Vì không thể phủ nhận vai trò của sự ngẫu nhiên chính Darwin đã đưa ra một kết luận gây sốc ngay trong nguồn cấu các loài ấn bản sáo. Tôi không tin vào một quy luật phát triển cố định. Sự tiến hóa không phải là tiến trình hợp quy luật và nếu ta hiểu câu nói trên của Darwin theo nghĩa đen thì sự chọn lọc không phải là một định luật tự nhiên. Khẳng định trên của ông rõ ràng nhắm đến nghĩa mô tả của khái niệm định luật. Nếu hiểu định luật tự nhiên theo nghĩa toán học rõ ràng sự biến dị lẫn sự chọn lọc không thuộc về loại này. Một con vật khác với bố mẹ nó như thế nào và được chọn lọc dựa vào những đặc điểm gì là điều không ai có thể dự đoán được. Ông May, nhà sinh học tiến hóa nổi tiếng ở thế kỷ 20, là người bàn kỹ nhất về tính quy luật tự nhiên của thuyết tiến hóa. Theo ông, các hệ thống sinh học khác căn bản với tất cả những hệ thống không có sự sống khác. Vì thế, định luật tự nhiên ở đây buộc phải được hiểu theo nghĩa khác do có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên của môi trường của đồng loại của thiên địch làm tăng thêm tính phức tạp và tính không thể dự đoán sinh vật là một cơ chế nhị nguyên nó là vật chất nên phải phục tùng những định luật của vật lý học hóa học nhưng nó cũng còn lệ thuộc vào các tiến trình lịch sử dù đó là các quan hệ tương tác ở cấp độ phát triển cá nhân Antirianis, hoặc ở cấp độ phát triển giống loài, phylogenies. Để mô tả các tiến trình ấy, không có những định luật phổ quát, mà theo E. May, chỉ có những miêu tả lịch sử. Vì thế, về bản chất, sinh học là một khoa học lịch sử. Nhà sinh học, giống như nhà sử học, tập hợp những thông tin từ lịch sử, gian dừng lại thành một kịch bản và sau cùng kiểm tra xem cách giải thích nào là trùng hợp một cách khả tính, khả thủ plausible nhất với những thông tin đã có. Thomas Henry Huxley, đồng minh gần gũi với Darwin, gọi phương pháp ấy là tiên đoán hồi cố, retrospective prophecy. Nhà nghiên cứu phải tập luyện để có năng lực nhìn những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong các khoa học vật lý, phương pháp này dường như chỉ được áp dụng cho một số ít lĩnh vực, chẳng hạn trong vũ trụ học và địa chất học. Còn trong sinh học tiến hóa, phương pháp lịch sử lại là phương pháp cơ bản và thích hợp và cũng giống như mọi khoa học lịch sử nó khó có được những định luật tự nhiên phổ quát đúng nghĩa để mô tả các tiến trình nói như jay good nhà tiền cổ sinh vật học nổi tiếng sự tiến hóa là một suy luận không thể tránh được chứ không phải là một sự kiện trần trụi ngày nay có sự đồng thuận chung rằng sự chọn lọc tự nhiên cùng với sự biến dị thúc đẩy sự tiến hóa. 150 năm sau Darwin, không có lý thuyết nào hiệu nghiệm hơn học thuyết ấy, nhưng sự chọn lọc diễn ra ở cấp độ nào là vấn đề đang gây tranh cãi sôi nổi. Richard Dawkins, nhà động vật học người Anh, trong tác phẩm nổi tiếng Gen Vì Kỷ năm 1976, đã đề ra luận điểm nổi tiếng. Sự chọn lọc diễn ra ở cấp độ hệ Gen, Genov, theo Dawkins, hệ gen được chương trình hóa để tự nhân lên, còn sinh thể hữu cơ chỉ là cái vỏ bọc hay cổ xe để thực hiện chương trình ấy. Con khỉ là một cổ máy lo việc trường tồn của những gen leo cây. Con cá là một cổ máy lo việc trường tồn của những gen dưới nước. Ta liên tưởng đến cách nói quen thuộc ở thế kỷ 19 về một giới tự nhiên được trang bị đến tận trăng. Dawkins dùng hàng loạt những ẩn dụ trong sinh học vay mượn từ toán học và kỹ thuật. Chương trình, sự điều khiển, cổ máy. Cơ sở của chúng là một cách nhìn tất định luật về tự nhiên. Hành vi không phải là tự do mà là thực hiện một điều bắt buộc. Hành vi chỉ tuân theo nguyên tắc tự bảo tồn. Tức cái gọi là sự ích kỷ của gen. Sự chọn lọc tự nhiên tạo thuận lợi cho những gen nào điều khiển cổ máy sống còn để tận dụng những lợi ích tốt nhất từ môi trường của chúng. Tuy nhiên, Dawkins cũng thừa nhận có những hiện tượng tỏ ra không phục tùng quy tắc ích kỷ ấy. Nhiều sinh vật sẵn sàng hy sinh thân mình để báo động hay bảo vệ cho đồng loại, nhất là hiện tượng nhận những sinh vật khác làm con nuôi. Adoption, một hành vi có vẻ thật cảm động, nhưng lại trái với quy tắc, vì nó phung phí thời gian và năng lượng lẽ ra phải dành cho chính con cái của mình. Một lần nữa, ta gặp lại sự pha trộn giữa tính mô tả và tính quy phạm của định luật, giống như Malthus, ông vừa rút ra quy luật từ tự nhiên, đồng thời xem nó có tính quy phạm cho hành vi. Đang gây xôn nổi hiện nay là quyển sách mật mã Darwin, Darwin Code của Thomas Junker, nhà lịch sử sinh học, và Sabine Paul, nhà sinh học phân tử người Đức, vừa mới phát hành nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Darwin tháng 2 năm 2009. Quyển sách đặt câu hỏi, phải chăng các định luật của sự tiến hóa cũng có giá trị cả cho lĩnh vực văn hóa? Theo hai tác giả, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, ba biểu hiện của tinh thần và sự tự do của con người kỳ cùng chỉ là một chiến lược sống còn. Chỉ là một bộ phận trong bản tính sinh học của con người, chúng cần thiết cho sự tồn tại và hạnh phúc như là những hằng số căn bản. Kron Constantin, trong viễn tượng của sự tiến hóa, kể cả nơi hành động nghịch lý như đánh bom tự sát. Ngược lại với hai cách nhìn ít nhiều mang màu sắc duy khoa học và tức định luật ấy là quan điểm của Stephen J. Good hay của Frank de chuyên gia về loài linh trưởng của Hà Lan. Qua ví dụ của ba con hổ con được một chó mẹ nuôi lớn ở một vườn thú Thái Lan, Trừ Quan cũng như Darwin trước đây xem thái độ vị tha, xã hội cũng là một ưu thế trong việc sống còn. Nhưng xa hơn, ông dành cho hành phi một không gian rộng lớn hơn nhiều. Động cơ nuôi dưỡng con cái của một giống loài khác vượt ra khỏi chức năng làm mẹ. Động cơ thường có một đời sống riêng, vì thế nó không phải hoàn toàn tương ứng với các ẩn dụ quen thuộc của khoa sinh học luôn nhấn mạnh đến một cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc. Như thế, Đồ Quan nhìn thấy sự đa dạng và sáng tạo trong hành vi của thú vật trong khi đó ngược lại, Dawkins chỉ nhìn thấy quy tắc và thuyết tất định. Những phát hiện ngày càng nhiều về những hành vi độc đáo của sinh vật. Ví dụ, chim cũng biết dùng dụng cụ, khỉ biết rửa trái cây trước khi ăn, củng cố cho thuyết của Ernst May trước đây về sự phức tạp của các hệ thống sinh học. Vậy, nếu các hệ thống sinh học không thể được mô tả đơn giản trong hình thức những định luật, thì ta cũng không thể vội vàng rút ra từ chúng những quy tắc có tính quy phạm. Cuộc tranh luận xem sinh học là một khoa học độc lập hay có thể được giảng lược vào các định luật vật lý vẫn còn tiếp diễn. Điều cần ghi nhớ là Darwin không bao giờ tin rằng sự phát triển của sự sống có thể quy về một định luật bất biến nào cả. 4. Việc mở rộng thuyết tiến hóa sang các lĩnh vực khác Sự đột biến và sự chọn lọc, hai trụ cột của thuyết tiến hóa, có sức hấp dẫn lạ thường, như một mô hình hai pha, dường như có thể được áp dụng vào mọi lĩnh vực. Trong tâm lý học, trong lý thuyết về sự tiến hóa văn hóa, trong xã hội học tôn giáo, nhân loại học văn hóa và cả trong kinh tế học. Jean Piaget sử dụng nó trong lý thuyết về sự phát triển của tư duy trẻ em, ngay cả sự phát triển kỹ thuật cũng được đem ra so sánh với môn sinh học, thậm chí được khai thác như là chiến lược cho việc phát triển kỹ thuật, gọi là công nghệ học tiến hóa. Các vấn đề giá trị cũng được xem xét trong một môn đạo đức học tiến hóa. Với Karl Popper, ta lại có khái niệm về một thuyết Darwin trong khoa học luận. Theo đó, các khoa học được thăng tiến nhờ sự đột phá của những ý tưởng mới không được dự báo trước và sau đó sẽ được cộng đồng khoa học chọn lọc ta lại có môn nhận thức luận tiến hóa hiểu như việc đặt ra câu hỏi siêu nghiệm transcendental tức câu hỏi về các điều kiện khả thể của nhận thức qua việc các phạm trù nhận thức của ta thích nghi với thế giới qua tiến trình tiến hóa như thế nào tất nhiên cũng có những tiếng nói ngược nhưng nhìn chung dường như sơ đồ tiến hóa đã tìm được sự đồng thuận khá phổ biến tất cả các trường hợp trên đây đều có một điểm chung. Trong những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau về mặt bản thể học, người ta giả định một sự phát triển có cấu trúc tương tự như trong lĩnh vực sinh học. Vậy, sự tương tự hay sự loại suy? Analogy giữ vai trò quyết định ở đây. Sự tương tự hay đúng hơn, sự tương tự về tỷ lệ là việc chuyển một quan hệ A với B từ một lĩnh vực này thành C với D trong một lĩnh vực khác a quan hệ với b trong lĩnh vực n giống như c quan hệ với d trong lĩnh vực v hoàn toàn khác vậy ở đây ta chỉ so sánh các quan hệ với nhau chứ không so sánh các lĩnh vực liên quan nói theo cách hiện đại chúng có cùng một cấu trúc và trong thực tế phần lớn những sự loại suy là những loại suy về cấu trúc trước đây Loại suy được chấp nhận như một phương tiện chứng minh, bởi nếu thế giới nối kết chặt chẽ với nhau và bản thân thế giới là tấm gương soi cho ý chí của thượng đế, thì sự tương ứng, nếu có, chỉ là sự phản ánh của cái một làm nền tảng, xét như nguồn gốc của tất cả. Ở thời cận về hiện đại, người ta không còn chấp nhận phương thức chứng minh ấy nữa, thậm chí xem nó là phản khoa học và có chăng chỉ có chức năng hướng dẫn nghiên cứu trong việc lập giả thuyết. Nói một cách chặt chẽ, như cảnh báo của nhà khoa học luận Wolfgang Stadmuller, cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng nó bởi nó có thể là một cái bẫy dẫn đến sai lầm. Đó là nói một cách chặt chẽ trong phạm vi khoa học luận, còn trong thực tế, nó vẫn rất được yêu thích. Lý do tại sao? 4.1 phê phán thế giới quan nhân quả nếu tất cả đều trôi chảy biến dịch thì nói như heraclitus ít nhất phải có một cái logos bất biến hay nói theo kiểu hiện đại nếu giả thử một cái gì đồng dạng không bao giờ diễn ra theo quy luật ta ắt không thể nhận thức được gì về thế giới cả nắm bắt sự biến dịch bằng quy luật là tư tưởng nền tảng của mọi khoa học thường nghiệm ngay cả việc mở rộng thành quy luật thống kê, chẳng hạn trong vật lý lượng tử cũng không thay đổi cơ bản cách nhìn ấy. Thắng lợi của thế giới quan nhân quả lấy vật lý học làm mẫu mực từ thời Phục Hưng đã buộc tất cả các khoa học tinh thần và khoa học xã hội đều phải đồng lòng với nó. Việc ra đời của môn thông diễn học Hermeneudis vào thế kỷ 19 từ Schleiermacher Marker đến Ducey là nỗ lực đầu tiên của sự bất phục tùng ngày nay ta đã dễ dàng hơn để thấy cả mặt ưu lẫn khuyết của thế giới quan nhân quả bên cạnh kho tàng kiến thức đồ sộ nhờ nó mang lại ta cũng chứng kiến thiên nhiên phong phú biến thành vật chất đơn thuần và cùng với nó mọi sinh thể kể cả con người cũng trở thành những cỗ máy thêm vào đó nhìn ở giác độ những định luật ta chỉ còn có trong tay cái phổ biến thay vì cái cá biệt cái thường tồn thay vì cái độc nhất vô nhị cái sơ đồ thay vì sự giàu có không thể tác cạn của mỗi phút giây. Giữa cuộc sống được trải nghiệm với giới tự nhiên được hiểu theo nghĩa khách quan, liên chủ thể có một vực thẳm cách ngăn. Và chăng, bản thân việc đi tìm cái thường tồn trong tự nhiên cũng có tính lịch sử. Nghĩa là luôn gắn liền và phụ thuộc vào những hệ hình tư duy paradigms. Vì thế ngày nay dường như đang có một sự chuyển trọng tâm thay vì chỉ đi tìm những định luật của sự biến đổi, người ta hướng đến bản thân cái đang biến đổi. Thiên nhiên không còn được hiểu là vật chất đơn thuần mà là một thế giới cuộc sống hay một sinh thế. The best world mà con người phải nỗ lực bảo vệ. Một cách nhìn sinh học đang dần thay chỗ cho một cách nhìn nhân quả đơn thuần. Như đã nói, môn thông diễn học, môn học về việc hiểu đã có bước đi đầu tiên nhưng vì lẽ đối tượng của nó không phải là nghiên cứu về cấu trúc của sự thay đổi lịch sử nên nó không có nhiệm vụ đưa ra câu trả lời về logos của sự biến đổi liên quan đến sự hình thành mang tính lịch sử của những tiến trình đa dạng về sinh học xã hội và văn hóa phép biện chứng cũng có những ưu điểm nhưng trong sơ đồ lý giải của nó không có chỗ cho những hiện tượng bị phủ định sạch trơn chẳng hạn sự diệt vong của toàn bộ nhiều giống loài hay của những nền văn hóa cũng như chưa có đủ độ sáng rõ và rành mạch về khái niệm để phát huy hiệu quả trong từng khoa học riêng lẻ. Trong tình hình đó, không có gì lạ khi sơ đồ tiến hóa luận phải mượn từ môn sinh học tiến hóa đang được dành cho sự quan tâm và tán đồng sâu rộng. 4.2. Đặc điểm của sơ đồ tiến hóa trong việc mở rộng sơ đồ tiến hóa sang các lĩnh vực khác người ta không hề nghĩ đến việc lấy môn sinh học làm nền tảng cho các lĩnh vực ấy người ta chỉ đơn thuần mượn sơ đồ của thuyết tiến hóa tức sự đột biến và sự chọn lọc như một sơ đồ lý giải theo phép loại suy ở đây rõ ràng sơ đồ tiến hóa có vai trò như một sơ đồ lý giải có tính siêu hình học lịch sử nhấn mạnh đến cách hiểu mới mẻ về vị thế của con người đối với thế giới điều này sẽ rõ hơn khi ta so sánh cách nhìn mục đích luận cách nhìn nhân quả và cách nhìn tiến hóa luận về lịch sử cách nhìn mục đích luận dựa vào cause finalist nguyên nhân mục đích hay cứu cánh kiểu aristotle không quy về một sự giải thích nhân quả vì trong cách nhìn mục đích luận hiện tại được quy định bởi tương lai mục tiêu của sự biến đổi là có sẵn đó là cảm thức về đời sống của thời trung cổ tây phương luôn hướng đến một sự cố sẽ xảy ra trong tương lai ngày phán xét cuối cùng ở đây lịch sử bao giờ cũng có nghĩa là thời tiền sử ngược lại cách nhìn nhân quả mô tả hiện trạng từ bất kỳ một trạng thái quá khứ nào đó để diệt đoán tương lai qua đó quá khứ và tương lai về nguyên tắc là giống nhau vì cả hai đều được hiện tại soi sáng và tương lai không mang lại một cái gì mới mẻ về nguyên tắc bởi các quy luật đã được khẳng định ngay từ hiện tại trong cách nhìn này con người được cung cấp phương tiện để dự phóng tương lai dựa vào kiến thức về những quy luật nhân quả vì thế cách nhìn nhân quả gắn liền với ý tưởng về một sự tiến bộ do con người kiến tạo cách nhìn tiến hóa luận khác căn bản với cả hai cách nhìn trên như đã nói ngay ở đầu bài, nó chỉ giải thích một cách hồi cố. Retrospective Ví dụ, các giống loài đã tiêu vong như thế nào và các giống loài hiện nay có những đặc tính gì? Thay sơ đồ nhân quả bằng sơ đồ đột biến chọn lọc và cùng với sự xuất hiện tự phát của những sự đột biến thì tương lai và cái mới về nguyên tắc là để ngỏ và có chăng chỉ có thể dự đoán được xu thế trong tương lai gần. Như thế, sơ đồ tiến hóa có năng lực giải thích yếu hơn sơ đồ nhân quả, nhưng lại có những ưu điểm vượt trội, nhấn mạnh đến tính không thể lặp lại của sự kiện, đồng thời lý giải được từng sự kiện chiến lẻ, cho thấy rõ rằng, để hiểu biết chính mình, ta phải quan tâm đến quá khứ. Nó thay lòng tin vào một tương lai xa vời, sơ đồ mục đích luận lẫn vào sự tiến bộ tuyến tính bằng một khái niệm trung lập hơn về sự phát triển có thể là phúc mà cũng có thể là họa tất nhiên sơ đồ tiến hóa không dẹp bỏ sơ đồ nhân quả cũng như sơ đồ nhân quả không xóa bỏ sơ đồ mục đích luận nó chỉ cho thấy sự hạn chế của hai sơ đồ trước một ví dụ đơn giản ta vẫn phải cần đến sơ đồ nhân quả khi chế tạo động cơ của xe hơi nhưng sơ đồ ấy không thể nói gì về mẫu xe trong tương lai càng không thể nói về mẫu xe cuối cùng 4.3. Chấp nhận sự ngẫu nhiên. Ở đâu có sự đột biến, có cái mới không dự báo trước được, ở đó phải chấp nhận sự ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên có nhiều nghĩa khác nhau. Sự trùng hợp hay giao thoa của hai chuỗi nhân quả độc lập. Ví dụ quen thuộc nhất, viên ngói rơi vào đầu. Không thể dự báo vì ta thiếu kiến thức chính xác về các điều kiện xuất phát ví dụ tiêu biểu ném con xúc sắc trong đó mỗi vòng quay đều diễn ra một cách nhân quả sự ngẫu nhiên thuộc bản tính của sự vật được hiểu như sự tự phát vô nguyên nhân vốn không có chỗ đứng trong hai sơ đồ kia trái lại sơ đồ tiến hóa tiền giả định sự hiện hữu khách quan của loại ngẫu nhiên này giống với cách lý giải của trường phái copenhagen trong thuyết lượng tử đối với sự ngẫu nhiên theo nghĩa thứ ba này ta không chỉ không thể tiên đoán loại hình và thời điểm của sự đột biến sắp tới, mà còn do bản thân sự việc. Về nguyên tắc là tự khởi, theo nghĩa thiếu một nguyên nhân riêng biệt để có thể tiên đoán được. Sơ đồ nhân quả SO không thể áp dụng ở đây, bởi không có quy luật nào có thể phát biểu về sự xuất hiện của sự đột biến cả. Và do đó, cái giá phải trả là ta đành phải gác lại yêu sách có thể giải thích thế giới hoàn toàn bằng nguyên tắc túc lý nguyên tắc nguyên nhân đầy đủ của thời cận đại sự biệt minh cho việc sử dụng sơ đồ tiến hóa xuất phát từ một nguồn suối riêng biệt hành vi sáng tạo của con người trong các lĩnh vực văn nghệ lý luận khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội sự sáng tạo sự tự khởi và sự tự do là bản chất của tính nhân loại sự tự khởi với tư cách là sự tự quyết là tiền đề của sự tự do. Còn chính sự sáng tạo mới làm cho con người trở thành Homo Faber, thành chủ nhân của văn hóa và văn minh. Như đã biết, khi sơ đồ nhân quả còn thống trị như trước đây, việc lý giải ba phẩm tính nhân loại nói trên thường rất khó khăn. Người ta thường cầu viện tới sự tư biện triết học, chẳng hạn Spinoza, tự do là sự tất yếu được nhận thức. Leibniz, tự do là sự thấy trước previsio chứ không phải là sự định trước predeterminatio của thượng đế hay kant tự do là hình thức đặc thù của tính nhân quả từ tự do năm thay lời kết Trò quyền nói về sự chọn lọc tự nhiên. Sơ đồ tiến hóa luận trong lĩnh vực nhân văn và xã hội lại nói đến sự chọn lọc của con người sơ đồ này không nói lên một sự tự khởi mù quáng. Con người làm hoặc không làm một điều gì là do chính mình lựa chọn và chịu trách nhiệm. Tất cả những hành vi ấy, tiền giá đình, những quy phạm và giá trị và chúng không thể được phó mặc cho trò chơi của sự may rủi. Chúng không thể được rút ra từ kiến thức thường nghiệm, bởi kiến thức thường nghiệm chỉ có tính mô tả chứ không có tính quy phạm. Do đó chỉ có chính con người là kẻ phải mang lại một ý nghĩa cho thế giới, bởi nếu không, ta không còn là con người nữa. Ý nghĩa ấy có nguồn gốc nhân loại hoặc siêu việt, kỳ cùng lại cũng do chính con người chọn lựa, dựa trên một quan năng thực độc đáo, năng lực phán đoán phản tư như cách mà Kant đã đặt tên cho niềm tự hào lớn nhất của con người. Tháng 3 năm 2009 dẫn nhập. Khi ở trên tàu SMS Beagle, với tư cách là nhà tự nhiên học, tôi buộc phải chú ý nhiều đến những hiện tượng liên quan đến việc phân bố cư dân ở Nam Mỹ và đến mối liên quan về mặt địa lý giữa những cư dân quá khứ và hiện nay ở lục địa này. Những hiện tượng này dường như đem lại cho tôi chút ánh sáng về nguồn gốc các loài, điều huyền bí của những huyền bí như các nhà triết học vĩ đại nhất đã gọi như vậy. Trên đường trở về, vào năm 1837, trong tôi đã nảy ra điều gì đó có thể giải thích cho vấn đề này nhờ sự tích lũy và suy ngẫm bền bỉ về mọi hiện tượng có chút quan hệ nào đó đến vấn đề nguồn gốc các loài. Sau 5 năm làm việc, tôi tự cho phép mình nghiên cứu vấn đề này và viết ra những ghi chú ngắn gọn. Rồi vào năm 1844, Tôi mở rộng ra thành một bản tóm tắt những kết luận mà lúc đó tôi nghĩ là có thể đúng. Từ đó đến nay, tôi cứ đeo đuổi đều đặn đề tài này. Tôi hy vọng các bạn bỏ qua cho tôi khi đi vào những chi tiết mang tính chất cá nhân này, bởi vì tôi đưa những chi tiết này ra để chứng tỏ rằng mình đã không vội vàng khi kết luận. Công trình của tôi giờ đây, năm 1859, gần như đã xong nhưng cũng phải mất thêm hai hoặc ba năm nữa để hoàn tất, bởi vì sức khỏe của tôi hoàn toàn không tốt, cho nên tôi buộc phải xuất bản bản tóm tắt này. Tôi đặc biệt bị thôi thúc xuất bản bản tóm tắt này hơn nữa khi ông Wallace, người đang nghiên cứu lịch sử tự nhiên ở quần đảo Mã Lai, đã đi đến những kết luận chung gần như hoàn toàn giống với tôi về nguồn gốc các loài. Năm ngoái, ông có gửi cho tôi một luận văn về đề tài này và yêu cầu tôi chuyển nó cho ngài Charles Lyell, người sẽ gửi nó cho Hội Linh, và nó được xuất bản trong tập thứ ba của tập san của Hội này. Nói thêm, Charles Lyell sinh năm 1797, mất năm 1875, là nhà địa chất học người Anh. Hội Linh ở London là Hội Linh đầu tiên của thế giới, thành lập năm 1788, nghiên cứu về lịch sử tự nhiên và phân loại học quay lại nội dung chính, ngài C. Leo và bác sĩ Hooker, Joseph Hooker, sinh năm 1817, mất năm 1911, là nhà thực vật học người Anh. cả hai đều đã biết về công việc của tôi. riêng bác sĩ Hooker thì đã đọc bản tóm tắt của tôi năm 1844, đã coi trọng tôi khi cho rằng là hợp lý khi cho xuất bản những bản tóm tắt từ những bản viết tay của tôi cùng với luận văn xuất sắc của ông wallace bản tóm tắt mà tôi xuất bản lúc này chắc chắn là không hoàn hảo tôi không thể đưa ra đây những tài liệu tham khảo và những tác giả mà tôi dẫn lời tôi phải dựa vào niềm tin của người đọc đối với sự chính xác của tôi chắc chắn sẽ có những sai sót len lỏi vào trong bản tóm tắt của tôi mặc dù tôi hy vọng mình luôn luôn thận trọng khi chỉ tin tưởng vào những tác giả tốt ở đây tôi chỉ đưa ra những kết luận chung mà tôi đã đạt được với một số ít chứng cứ minh họa nhưng tôi nghĩ trong phần lớn trường hợp chừng đó là đủ không ai hơn tôi có thể cảm nhận được sự cần thiết trong việc đưa ra chi tiết những chứng cứ với những tài liệu tham khảo mà từ đó tôi đưa ra những kết luận và tôi hy vọng sẽ làm việc này trong cuốn sách sắp tới bởi vì tôi nhận thức rất rõ rằng gần như tất cả các chi tiết nhỏ nào trong tập này mà không viện dẫn ra được những chứng cứ thì sẽ dẫn đến những kết luận ngược lại kết quả tốt đẹp chỉ có được khi phát biểu đầy đủ và cân đối giữa chứng cứ và lý lẽ từ cả hai phía của mỗi vấn đề và có lẽ điều này chưa thực hiện được lúc này tôi rất tiếc vì không đủ chỗ để bày tỏ lòng biết ơn đến sự giúp đỡ hào phóng của rất nhiều nhà tự nhiên học dành cho tôi nhiều người trong số họ tôi chưa biết rõ tuy vậy Tôi không thể bỏ qua cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bác sĩ Khúc. Người 15 năm qua đã giúp đỡ tôi bằng một kho kiến thức to lớn và sự nhận định tuyệt vời của ông. Khi xem xét về nguồn gốc các loài, một điều hoàn toàn có thể hiểu được là một nhà tự nhiên học. Khi suy nghĩ về mối quan hệ qua lại giữa những sinh thể, về mối liên quan phôi thai học của chúng, sự phân bố về mặt địa lý, diễn tiến của địa chất và các hiện tượng khác ắt phải đi đến kết luận rằng mỗi loài không thể được tạo ra một cách riêng biệt mà có nguồn gốc từ những loài khác cũng như biến chủng vậy. Tuy nhiên, một kết luận như vậy dù có nền tảng vững vàng cũng không thể thỏa mãn cho đến khi nó có thể chứng minh vô số loài đang tồn tại trên thế giới này đã biến đổi như thế nào để có được sự hoàn hảo về cấu trúc và sự thích nghi làm chúng ta thực sự khâm phục. Các nhà tự nhiên học tiếp tục quy cho những điều kiện bên ngoài như khí hậu thức ăn là nguyên nhân khả chỉ duy nhất gây biến dị. Theo một ý nghĩa rất hạn hẹp thì điều này có thể đúng, như sau này chúng ta sẽ thấy, nhưng sẽ rất là ngớ ngẩn nếu quy chỉ cho điều kiện bên ngoài mà ví dụ như cấu tạo của chim gõ kiến với chân, đuôi, mỏ và lưỡi lại thích nghi một cách kỳ lạ với việc bắt côn trùng nằm bên dưới vỏ cây. Trong trường hợp cây tầm gửi, nó hút chất dinh dưỡng từ một số cây Hạt của nó phát tán nhờ một số loài chim và hoa của nó được phân biệt rõ được cái. Đòi hỏi phải có những côn trùng trung gian để mang phấn từ hoa này sang hoa kia. Thì cũng thật là ngớ ngẩn khi giải thích cấu tạo của loài tầm gửi này. Mối liên quan của nó với các sinh vật hữu cơ riêng biệt là do tác động của điều kiện bên ngoài hoặc do thói quen hoặc do ý chí của tự bản thân cây đó. Tôi đoán rằng tác giả cuốn những vết tích của sáng tạo muốn nói rằng sau một số thế hệ nào đó chỉ biết rõ một số loài chim đã sinh ra loài chim gõ kiến một số loài cây đã sinh ra cây tầm gửi và những loài này được tạo ra một cách hoàn hảo như ngày nay chúng ta thấy nhưng với tôi cách thừa nhận như vậy không phải là lời giải thích bởi vì nó không giải thích và không đã động gì đến sự thích nghi của những sinh thể với nhau và với điều kiện sống của chúng do đó điều quan trọng nhất là có được một cái nhìn thông suốt từ bên trong của sự thích nghi và sự biến đổi. Ngay từ khi bắt đầu quan sát, tôi thấy có lẽ việc nghiên cứu cẩn thận những cây và con thuần khóa chắc hẳn sẽ là cơ hội tốt nhất để hiểu được vấn đề chưa rõ ràng này. Tôi đã không lầm. Trong những trường hợp này và trong tất cả những trường hợp phức tạp khác, tôi đã thấy một cách hẳn định rằng mặc dù chưa hoàn hảo, kiến thức của chúng ta về sự biến đổi thuần hóa đã tạo ra được những mạch mối tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Tôi có thể liều lĩnh bày tỏ niềm tin của tôi vào những nghiên cứu có giá trị cao như vậy, mặc dù nhiều nhà tự nhiên học rất thờ ơ với nó. Từ những suy nghĩ này, tôi sẽ dành chương đầu tiên của bản tóm lược này để nói về biến dị do sự thuần hóa. Như vậy, chúng ta sẽ thấy phần lớn những biến đổi có tính di truyền rất ít khi xảy ra cái gì quan trọng ngang nhau và quan trọng hơn và con người có sức mạnh như thế nào trong việc tích lũy những biến đổi nhỏ nhặt kế tiếp nhau bằng sự chọn lọc của mình tôi sẽ chuyển sang đề tài tính biến đổi của các loài trong tự nhiên nhưng không may là tôi bị buộc phải bàn về nó rất ngắn gọn chỉ bằng cách đưa ra một bản liệt kê dài những chứng cứ trong khi đáng lý ra phải bàn đến nó một cách đúng đắn tuy nhiên Chúng tôi có thể bàn đến những trường hợp tiêu biểu nhất cho sự biến đổi. Chương tiếp theo sẽ bàn đến đấu tranh sinh tồn giữa các sinh vật hữu cơ, một việc không thể tránh khỏi do sự gia tăng theo cấp số nhân của chúng. Đây là học thuyết của Malthus được áp dụng cho toàn bộ giới động vật và thực vật. Thomas Robert Malthus sinh năm 1766, mất năm 1834 là nhà kinh tế học tư sản người anh tác giả thuyết nhân mãn khi có quá nhiều cá thể của một loài được sinh ra nhiều hơn mức có thể sống sót và khi có sự đấu tranh sinh tồn diễn đi diễn lại thì bất kỳ cá thể nào có biến đổi theo bất kỳ chiều hướng nào mà có lợi cho bản thân nó trong môi trường sống phức tạp và đôi khi có biến đổi thì cá thể đó có cơ hội tốt hơn để sống sót và như vậy là nó được chọn lọc một cách tự nhiên. Theo nguyên lý di truyền thì bất kỳ biến chủng nào được chọn lọc cũng sẽ có xu hướng nhân rộng dạng mới đã biến đổi. Vấn đề cơ bản của chọn lọc tự nhiên sẽ được bàn đến trong chương 4. Chúng ta sẽ thấy chọn lọc tự nhiên sẽ gần như chắc chắn gây ra tuyệt chủng ở những dạng ít biến đổi và gây ra cái mà tôi gọi là sự phân ly tính trạng. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ bàn về những quy luật phức tạp nhưng còn ít được biết đến về biến dị và mối tương quan của sự phát triển trong bốn chương tiếp theo tôi sẽ đưa ra những phản đối quan trọng nhất và hiển nhiên nhất của học thuyết đó là thứ nhất những phản đối về sự chuyển tiếp hay quan niệm về việc làm thế nào mà một sinh vật đơn giản hay một cơ quan đơn giản có thể biến đổi và hoàn thiện thành một cơ quan phát triển cao hơn hoặc một cơ quan có cấu trúc tinh vi thứ hai là vấn đề về bản năng hay sức mạnh tinh thần của động vật thứ ba sự lai giống hay nguyên nhân gây ra vô sinh ở loài và khả năng sinh sản được ở giống khi được lai chéo với nhau và thứ tư tính bất toàn của những tài liệu về địa chất trong chương tiếp theo tôi sẽ bàn đến tính liên tục về mặt địa chất học của sinh thể theo thời gian. Trong chương 11 và 12, sự phân bố về mặt địa lý của chúng theo không gian. Trong chương 13, sự phân loại và mối quan hệ qua lại giữa những sinh thể, cả khi chúng trưởng thành, lẫn khi còn là bào thai. Trong chương cuối cùng, tôi sẽ đưa ra bài tổng kết vắn tắt cho cả cuốn sách và một số kết luận. Ai đó sẽ không phải ngạc nhiên về nhiều điều vẫn còn chưa giải thích được về vấn đề nguồn gốc của các loài và biến chủng nếu người đó thừa nhận sự hiểu biết hết sức hạn chế của chúng ta về mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật sống quanh chúng ta ai có thể giải thích tại sao một loài này lại có phạm vi biến đổi rộng và số lượng cá thể rất nhiều trong khi loài khác có quan hệ thân thuộc lại có phạm vi biến đổi hẹp và số lượng cá thể thì ít những mối quan hệ này có tầm quan trọng cao nhất bởi vì chúng quyết định sự an toàn hiện nay và tôi tin như vậy sự biến đổi và thành công trong tương lai của mỗi một cá thể trong thế giới này chúng ta vẫn còn biết ít về mối quan hệ qua lại của vô số cá thể trên thế giới trong suốt nhiều giai đoạn địa chất đã qua mặc dù còn nhiều điều mơ hồ và sẽ còn mơ hồ lâu dài nữa nhưng tôi vẫn tán thành một cách chắc chắn là sau khi nghiên cứu thận trọng và phán xét vô tư những việc mà tôi có thể làm được quan điểm mà hầu hết các nhà tự nhiên học đều tán thành cũng như tôi trước đây đã tán thành cho rằng các loài được sáng tạo ra một cách độc lập là sai lầm tôi hoàn toàn tin chắc rằng các loài không phải là bất biến nhưng những loài thuộc về cái được gọi là những chủng giống nhau là những hậu duệ trực hệ của những loài khác đã tuyệt chủng hoàn toàn cũng tương tự như là những biến chủng đã được công nhận của bất cứ loài nào là hậu duệ của những loài đó hơn nữa tôi tin chắc rằng chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân chính nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất của sự biến đổi bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách để nghe phần còn lại bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.